Em chào toàn thể các bác nhá. Hôm nay em trân trọng giới thiệu tới các bác xem cái mẫu xe Toyota Camry đời 2003, đăng ký là đầu năm 2004, số tự động. Dòng này thì máy 3.0. Máy thì nó cũng hơi to một chút, nhưng mà cái dòng xe Toyota này thì nó cũng tiết kiệm. Nếu mà so với lại những cái dòng khác 3.0 thì những dòng khác nó sẽ ăn nhiều hơn, nó sẽ ăn nhiều xăng hơn so với dòng 3.0 của Toyota Camry nhá. Toyota Camry thì chiếc này nó cũng nếu mà nhiên liệu của nó thì nó cũng rơi tầm khoảng nếu các bác mà đi đường trường thì nó cũng tầm khoảng gần 10 lít thôi. Nếu các bác mà đi đường phố thì nó sẽ hơn 10 lít nhá. Chiếc xe đăng ký tên tư nhân chính chủ biển Hà Nội nhá. Biển Hà Nội. Nói nhiều nói nhanh quá nó hay bị nắp đúng không ạ? Các bác nghe cũng thông cảm một chút nhá. Em hôm nay là cũng tiếp khách và cũng quay video khá là nhiều cho nên là nói đôi khi nó hơi bị nắp thì các bác nhà mình nghe thông cảm nhá. Bây giờ thì em sẽ quay các bác xem một vòng về cái hình thức bên ngoài của chiếc xe Toyota Camry này nhé. Chiếc xe có cái form dáng tuy rằng là đời 2003 nhưng mà vẫn còn rất là đẹp đúng không ạ? Rất là to cao và form thì cũng không hề cổ một tí nào đúng không ạ? Tuy rằng là đời hơi thấp nhưng mà form dáng cũng còn rất là đẹp. Nội thất rất là sang trọng nhé. Tiếp sẽ quay ở bên trong nội thất thì coi như mình xem về cái phần nội thất của cái chiếc xe Toyota Camry này. Xe cũng được sơn rất là bóng bẩy, rất sạch sẽ luôn. Chạy cái dòng này thì rất là khỏe và rất là đầm, rất là chắc luôn các bác nhé. Các bác biết là dòng xe Camry ngày xưa thì nó sẽ rất là nhiều tiền, nhưng bây giờ chẳng qua là đời thấp thôi. Chẳng qua là đời thấp lên cho nên là bây giờ nó chỉ còn có hơn 200 triệu các bác nhé. Chỉ còn có hơn 200 triệu thôi. Đây là cái hình thức nội thất bên trong của chiếc xe Camry. Đây, cần số tự động đây các bác nhé. Đây, cần số tự động đây. Nội thất vẫn là ghế da zin nguyên bản theo xe nhá. Đấy, và trần thì vẫn là trần nỉ. Nói chung là chiếc xe này còn nguyên bản rất là cao. Tất nhiên là xe cũ thì cái hình thức của nó cũng sẽ không đẹp và nó sẽ cũ hơn. Vì đời thấp mà đúng không ạ? Đời thấp thì tất nhiên là một điều rằng nó sẽ chạy nhiều. Nó sẽ chạy nhiều hơn những chiếc xe đời cao. Nhưng mà thực ra thì em thấy là bỏ ra với số tiền có hơn 200 triệu thôi đúng không ạ? Có hơn 200 triệu thôi các bác có thể là mua được chiếc xe này rồi. Chú ơi xịt cái bé tí để cho quay. Vâng. Có chú vệ sinh chú ơi xịt rửa dọn xe đấy ạ. Hơi to một chút nên là em bảo từ từ dừng lại một tí để quay các bác nghe và xem đã đúng không ạ? Chiếc xe tư nhân chính chủ biển Hà Nội nhá. Bây giờ thì em sẽ quay thật chi tiết để các bác mình xem về cái xe Camry này. Xe có lốp sơn màu đen, rất bóng bẩy sạch sẽ đúng không ạ? Và phần đèn của xe được thiết kế đến thời điểm này cũng các bác thấy là cũng không hề bị lỗi mốt luôn. Lớp sơn rất là bóng đẹp nhá. Sơn zin thì sơn zin của chiếc xe này thì nó cũng rơi tầm khoảng còn một nửa thôi. Tầm khoảng 50% thôi các bác nhá. Nhưng mà xe này thì cũng cam kết là bảo bác luôn là xe không bị đâm đụng va chạm ngập nước nhá. Xe không bị đâm đụng va chạm ngập nước. Các bác nhà mình yên tâm một điều là như vậy, cam kết với các bác một điều là như thế nhá. Một dàn lốp thì còn tương đối nhá. Và la răng đúc thì là nguyên bản theo xe. Phanh ABS 4 bánh luôn. Cái sơn xi và form sườn của xe đây các bác thấy là nó còn rất là đẹp luôn, rất là bóng và rất là đẹp luôn ạ. Và các bác thấy là không hề bị form của nó còn rất là căng, không hề bị lệch đúng không ạ? Và không hề bị gợn sóng gì. Bây giờ thì em sẽ xuống dưới và quay các bác xem từ dưới lên nhé. Đây, các bác xem này ạ. Camry máy 3.0 các bác nhá. Cái dòng này thì số tự động thì nó đều là 3.0 hết. Còn nếu mà 2.4 thì nó sẽ là số sàn. Những cái dòng xe số tự động trên 200 triệu thì bên em cũng đang có mấy chiếc nữa. Bây giờ là chiếc xe mẹc nữa nhá các bác nhá. Thì em sẽ quay tới các bác xem. Và mẹc này rồi Captiva này. Đấy, rồi Honda Civic này. Đấy, rất là nhiều. Và có một số dòng xe đến từ Đài Loan, đến từ Trung Quốc nữa nhá. Hay là Joyti hay là Busseca. Rất là nhiều các dòng. Thì một lát nữa sẽ quay sơ qua các bác mình xem. Còn bây giờ thì em sẽ quay các bác xem xong cái chiếc xe Camry này đã. Đây các bác xem nhá. Xe có cái hình thức bên ngoài nhìn khá là lột là. Đấy, khá là lột là luôn đúng không ạ?
Đấy, lốp na răng còn tương đối là dày. Các bác xem video của em thì hãy ủng hộ em bằng cách là nhấn like, chia sẻ và các bác nhấn vào nút đăng ký kênh và thêm một lần thông báo chuông nữa nhé. Đấy, đăng kiểm có đến tháng 6 năm 2020. Bên em thì kinh doanh rất là nhiều dòng xe ô tô cũ đã qua sử dụng. Đấy, rất là nhiều luôn. Từ ít tiền cho đến nhiều tiền cũng có luôn nhé. Các dòng, các loại, các chủng loại luôn. Đây, hiện tại thì em đang quay lốt tới các bác nhà mình xem cái phần hình thức bên ngoài của xe nhé. Đấy, các bác xem này, form sườn của xe còn rất là đẹp luôn này. Đúng không ạ? Cái mẫu xe có thể là chạy đi gia đình rất là hợp lý, đúng không ạ? Tất nhiên là những dòng này mà đi chạy dịch vụ thì không ai người ta mang ra người ta chạy dịch vụ rồi, đúng không ạ? Chỉ hợp lý cho những bác mà chạy gia đình, chạy đi đón con, đón cháu này, rồi đi cà phê hay đi những việc cơ quan thì rất là hợp lý. Còn thì đây là một chiếc xe không hợp lý để bác mình chạy dịch vụ, em cũng chia sẻ rồi, đúng không ạ? Những chiếc xe chạy dịch vụ thì bên em cũng có một số xe nhé. Ví dụ như là i10 hay là Vios này. Đây là Vios 2011 này. Chiếc này thì các bác mua về có thể chạy dịch vụ được nhá, cũng với giá tiền là hơn 200 triệu, chỉ hơn 200 triệu một tí thôi. Và một số dòng xe như Morning i10, Spark, như là Kia Carren đúng không ạ, thì các bác có thể là chạy dịch vụ được. Bây giờ thì sẽ đến cái phần nội thất bên trong của xe. Nội thất của cái dòng xe này được thiết kế tông màu vàng kem. Đây các bác xem này, nhìn rất là sáng luôn, đúng không ạ? Ghế điện này, rồi phanh ABS này, rồi túi khí rất là nhiều nhá. Và bây giờ thì em sẽ quay tới các bác xem phần nội thất bên trong. Trước tiên là sẽ quay cái cánh đằng trên trước, đúng không? Quay cái cánh đằng trên đi các bác nhá. Đây các bác xem này, đây, mép cánh cửa đây. Đấy, phần tắp ni cánh cửa. Phần tắp ni cánh cửa cái dòng xe Camry này được thiết kế ra là hoàn toàn bằng da nhá. Được thiết kế hoàn toàn bằng da xịn luôn. Như là vách cánh cửa này, rồi như cái phần tắp ni cái phần trên. Hệ thống gương và kính điện của xe đây. Đấy, chốt cửa này. Đó. Đấy, chốt cửa vẫn hoạt động tốt nhá. Đấy, và có cả chế độ cụp gương tự động luôn. Đấy, ghế điện đây, ghế điện đây các bác nhá. Đấy, sàn của xe đây vẫn là sàn lý nguyên. Đấy, vẫn sàn lý nguyên nhá. Và chủ trước thì cũng đã được may một bộ thảm trải 3D rồi, đúng không ạ? Ghế da của xe thì vẫn là ghế da zin nguyên bản. Có điều thì nó ngồi nhiều là hơi lứt lứt một chút nhá. Theo thời gian 5 tháng ngồi thì nó sẽ hơi lứt một chút. Các bác nhà mình nếu mà không thích cái bộ ghế da xịn này về, mình có thể là bọc lại bằng cái bộ ghế da da công nghiệp nhá. Chỉ mất tầm khoảng 1,5 triệu. Bộ da bình thường mất 1,5 triệu nhá. Còn đây là cái vô lăng của xe này. Đấy, vô lăng 4 chấu tích hợp túi khí ở giữa và có cả phím điều khiển luôn. Đây tablo. Táp lô của xe cũng được thiết kế hoàn toàn là bằng da. Được may hoàn toàn bằng da nhé. Da xịn nguyên bản của nhà sản xuất luôn. Đấy, vào đây. Hiện tại thì em đang quay tới các bác xem cái phần táp lô của xe đây nhé. Đấy, phần táp lô của xe đây. Đấy, trang bị màn hình. Màn hình có tức là đầy đủ hết nhé. Và bên đây thì cũng được trang bị một túi khí nữa này. Đây các bác xem này. Quay nội thất mà vào cái thời tiết âm u thì nó hơi được hơi tối tối một chút. Để các bác nhà mình cố gắng xem nhé. Đấy, hệ thống điều hòa hoàn toàn là tự động. Ở dưới đây là những cái phím điều khiển rèm này. Rèm che nắng nhé. Đấy. Còn đây là cần số tự động. Có cả khóa khiển luôn. Đấy, đồng hồ. Đấy, vâng đây. Các bác nhà mình cùng xem lốt cái phần nội thất của xe nhá. Em sẽ quay lần lượt thì các bác nhà mình xem. Đấy, nội thất của chiếc xe thì nó cũng ở mức độ bình thường thôi. Tất nhiên là đẹp xuất sắc thì không phải là đẹp xuất sắc. Nhưng mà với cái tầm đời 2003 thì và với cái giá tiền hơn 200 triệu thì đây là một cái mẫu xe tương đối là đẹp rồi, đúng không ạ? Về các bác nhà mình em cũng chia sẻ là các bác mình về nếu mà
theo em ấy thì cũng bọc lại một bộ ghế da mới cho nó đẹp. Vì ghế da này là ghế da xịn nhưng mà nó theo từ da 5 tháng, bây giờ cũng sử dụng cũng đến gần 20 năm rồi đúng không ạ? Thì nó cũng hơi gọi là hơi nhăn một chút thì nó hơi xấu. Nhưng mà cái phần tắp ly cửa của xe thì các bác thấy là còn rất là đẹp nhá. Như cái phần này này. Phần này thì các bác có dùng đến bao giờ đi chăng nữa thì nó cũng không hề bị xấu nhá. Đấy. Như cái phần này cũng thế này, phần này vẫn còn đẹp này. Đây các bác thấy, phần tắp ly của xe thì rất là tươi và còn rất là sáng rồi. Có điều là mỗi cái ghế da thôi, đúng không ạ? Mỗi cái ghế da, chủ yếu là cái ghế da này nó làm mất cái hình thức đi rất là nhiều, đúng không ạ? Đấy, khoang rất là rộng, cái hàng ghế sau và hàng ghế trước của xe cách nhau nó rất là rộng luôn. Đấy, rèm che nắng này, đầy đủ hết nha các nhá. Đấy, loa âm thanh của chiếc xe này rất là hay. Và hiện tại thì dòng Camry được thiết kế thêm một cái cửa gió. Một cái gió, cửa gió thổi vào phía sau, đúng không ạ? Sàn đây này, sàn rất là trắng luôn, đúng không ạ? Sàn tương đối là đẹp. Và em quay như này thì các bác chỉ cần nhìn qua hình ảnh, nhìn qua video thôi, có thể là đánh giá được chất lượng và chiếc xe nó đẹp ở mức độ nào, đúng không ạ? Các bác đôi khi là nói cũng đúng là người bán luôn luôn là khen xe hay, nhưng mà ở đây đấy là các bác có thể là nhìn bằng cái mắt thường của các bác có thể là đánh giá được chiếc xe, đúng không ạ? Còn thì về tình trạng của xe như là máy móc, gầm bệ, côn số lái đấy, và những cái vấn đề các bác không nhìn thấy thì bên em có thể là đảm bảo và cam kết cho các bác luôn nhé. Còn hình thức thì các bác có thể nhìn thấy được rồi, đúng không ạ? Hình thức nội ngoại thất thì em quay rất là kỹ rồi. Đấy, quay như này thì các bác có thể là biết được cái chất lượng của xe nó ở mức độ nào, và nó đi nhiều hay đi ít thì các bác có thể là mình đoán được, đúng không ạ? Em quay cũng làm sao để cho các bác em mình nghe nhìn và xem được làm sao chi tiết nhất nhá. Đấy, trần này, trần thì vẫn là trần ý nguyên theo xe, có điều là nó hơi bẩn một chút thôi. Đấy, hơi bẩn một chút thôi các bác nhá. Đấy là tổng thành cái phần khoang nội thất ở trên. Ở đứng ở vị trí này thì các bác có thể nhìn thấy được tất cả những phần nội thất bên trong của xe luôn, đúng không ạ? Tắp ly cánh cửa đây, em dừng lại để các bác mình xem một chút nhé. Đấy, các bác mình xem nội thất tắp nô của xe thì rất là đẹp rồi. Đấy, nội thất rất là đẹp rồi nhá. Như phần tắp ly, tắp nô của xe thì còn rất là tươi rồi. Đấy, tương đối là kỹ về cái phần lộ ngoại thất của xe. Đấy, trần vẫn là trần lý nguyên này. Đấy, rất là sáng, đúng không ạ? Đấy rồi, ok. Thì bây giờ em sẽ quay đến phần khoang máy để các bác mình xem nốt nhé. Đấy, các bác đợi em một chút, em sẽ mở cabo ra và quay các bác xem chi tiết cái phần nội thất và phần khoang máy của xe nhé. Bắt đầu em chút. Đấy rồi, ok. Thì hiện tại thì em đang quay tới các bác xem phần khoang máy của chiếc xe Camry đây. Đấy, động cơ rất là sạch sẽ, rất là sạch sẽ các bác nhá. Máy lổ thì rất là êm. Đấy, bên em thì cũng đảm bảo luôn là cái máy của chiếc xe là lổ rất là êm và máy là không có lỗi, máy số là không có lỗi nhá. Gầm bệ chắc lịch luôn. Đấy, điều hòa mát, đăng kiểm thì vẫn còn. Đấy, xe thì thân vỏ không han không mọt nhá, không han không mọt và không đâm đụng và không gầm nước. Đấy, ok, vừa rồi thì em Trâm cũng đã giới thiệu tới các bác xem chi tiết về cái chiếc xe Toyota Camry này rồi, đúng không ạ? Các bác xem qua video của em và hãy gọi điện cho bên em theo số điện thoại là số 0938586307 nhá, để được chi tiết về những cái mẫu xe bên em đang có và đặc biệt là chiếc xe Camry, đúng không ạ? Còn chiếc này thì cũng với giá là hơn 200 triệu một chút nhá. Đời 2011 số sàn, máy 1.5 bản Nimolum. Đấy, và phân khúc cái chiếc xe Camry hơn 200 triệu thì bên em có cái chiếc xe như là chiếc xe Honda Civic nữa nhá. Đang có chiếc xe Honda Civic nữa. Đây các bác xem này, quay các bác cho mình xem sơ qua nhá. Đấy, Honda Civic số rộng, chiếc này thì còn rất là mới luôn. Đấy, cực kỳ là mới nhá. Đời 2008 và máy 1.8.
zin hết luôn các bạn ạ. Chiếc này thì chạy ít này, chiếc này chạy ít cho nên là độ zin còn rất là cao nhá. Và chúng có một chiếc xe Captiva nữa, Captiva số tự động 7 chỗ ngồi. Đấy là những chiếc xe số tự động mà với tầm tiền hơn 200 triệu nhá. Và chiếc xe số tự động nữa là chiếc xe Grandit. Đấy, Grandit 7 chỗ đấy ạ, Mitsubishi Grandit 7 chỗ số tự động với giá tiền là cũng hơn 200 triệu. Và chiếc này thì cũng với giá là hơn 200 triệu này, cũng số tự động, này gốc Hà Nội nhá. Biển 38 gốc Hà Nội E240 mang tên là Mercedes. Và chiếc này thì cũng hơn 200 triệu một chút này, đến từ Đài Loan. Đây các bác nhá. Đây là những mẫu xe mà hơn 200 triệu số tự động bên em đang có. Và chiếc xe đó thì cũng với tầm tiền cũng loanh quanh 200, xuất soát 200 triệu. Có chiếc Accord và mấy chiếc này thì với tầm tiền loanh quanh 300-400 triệu nhá. Đấy rồi, ok. Và video này em sẽ làm tới đây thôi. Và hẹn lại các bác vào những cái video lần sau nhé.